Đây, mình chào các bạn nha. Nay mời các bạn cùng xem cái chiếc xe tải này cấu một cái cổng này các bạn. Nhõng bánh luôn. Hoài. Cái cổng này khá là lâu năm luôn các bạn. Cái cổng này khoảng cỡ 70 năm, cả 100 năm rồi đó. Cái này là anh chủ anh mua về anh làm kiển nè, cồng mà làm kiển rất là ngộ ngộ quá đó, bởi vì cái bó là cái gốc là nguyên si luôn đó, cái gốc ở bên kia dưới bên đằng kia kìa các bạn thấy không. Quay đây Đó. Bứng là bứng nguyên gốc luôn đó các bạn. Chơi kiển là chơi cây còng rất là lạ luôn, này là độc lạ. Quay đây tới 4 anh kéo luôn nha. Cây này rất là nhiều tấn, mình không có dự đoán được bao nhiêu tấn mà nó lớn lắm. Cây này có khoảng cái tầm khoảng cỡ khoảng cỡ ba người ôm thì nó dư, nhưng mà hai người ôm thì ông không giáp. Rất là dữ dằn luôn ta. Nó nâng rồi đó, nâng lên rồi đó. Trời. Nó nâng cao rồi đó. Vô đây.
luôn. Dã man thì trời. Cái máy này hết sức mạnh luôn. Quay quay chút nữa đi. Kéo động nữa. Ló nhánh ở bên ngoài quá cỡ. Đây, chắc này còn chỉnh sửa nè, chứ chưa có ngày tịch nữa. Vậy là cái này hồi chắc có nào lòi lòi ra chắc phải cắt hết ha. Không cắt. Như phải nhánh lò lòi ra gì đó phải tiện đó ha, cho nó gọn ở trong chiếc xe. Cái này là anh chủ này anh đưa đi về đâu ta? Nó chơi kiểu cái còng đó giờ mới từng thấy. Đây công trình chẳng quay được cái gì cũng dân được, không quay được gì luôn. Không có làm gì thì không có làm gì. Có là mấy cây nọc có nó chịu đó, rồi khi mà gánh lên là đó nó chịu đựng được, giờ làm xong rồi thu vô các bạn. Bến Nhật các bạn nha, hôm nay thì mời các bạn cùng xem là mấy anh nông dân này làm cái giống gì thì rất là ngộ. Có ba cái máy mà xà phân thì ba anh đi cái cách nhau khoảng cỡ người khoảng chừng khoảng 40-50 mét vậy đó. Đó, đi dài dài vô mà không biết cái gì mà phun kìa. Ở phía bên dưới là trắng xó luôn, không biết đó là cái gì luôn. Mình ở bên bờ, phía bờ sông bên này mình không có qua được, cho nên là mình đứng bên này mình zoom qua coi thôi.